thánh ở đường Trần Hưng Đạo thôi. Thì ba tôi mở một hội thánh tại Tứ Gia, rồi từ từ hội thánh đó nó lớn lên, rồi phải xây cất nhà thờ này. Cho nên kể hôm nay tôi có dịp tiện, bao nhiêu năm sau đến viếng thăm, thấy kết quả của công lao ba má tôi và bao nhiêu mục sư, bao nhiêu truyền đạo con cái của Chúa. Thật là quý vị có một nhà thờ tuyệt đẹp, nhưng mà lên đây khó lắm à. Cũng như Chúa nói rằng ai muốn theo Chúa thì khó lắm à. Cảm ơn Chúa có thang máy thì đỡ, phải làm sao có thang máy lên tòa giảng nữa. Học tiếng Việt Nam khó lắm. Tôi dám chắc là không có ngôn ngữ nào khó bằng tiếng Việt Nam. Vì có dấu đó, có dấu sắc, dấu huyền, dấu nặng, dấu ngã, dấu hội, và có chữ không có dấu. Mà nếu chúng tôi đọc không đúng thì nguy hiểm lắm ạ. Có một lần khi tôi làm hội trưởng của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp ở Việt Nam đây, tôi đi Quảng Ngãi thăm hội thánh, thì có một giáo sĩ đương học về Chúa đó, đương học tiếng mà mới bắt đầu học, thì ông cố gắng giới thiệu tôi bằng tiếng Việt Nam. Ông nói rằng tôi xin kính giới thiệu ông hội trưởng của tôi. Tôi nói anh bạn ơi, tôi không có hôi đâu, tôi tám sáng nay mà. Rồi tôi cười nhiều lắm, hội thánh cũng cười như quý vị. Thì ông nói rằng ông cười nhiều lắm à. Cũng nói trật dấu đó. Tôi nói không, tôi cười một lần, nhưng mà cười nhiều lần phải phân biệt. Trước khi tôi sang Việt Nam năm 1957, tôi có đọc một cuốn sách về phương cách học một ngoại ngữ. Thì tác giả là một chuyên môn về ngôn ngữ học, là tiến sĩ William Smalley. Tôi đọc kỹ vì không có cái gì mà tôi muốn làm bằng nói tiếng Việt Nam cho đúng à. Ở trong đó ông nói rằng muốn học một ngoại ngữ cho đúng á, hãy học như con nít. Vì con nít học mà nói đúng á, sau thời gian. Mà ông nói rằng có bốn bước á. Bước thứ nhất là nghe. Trẻ con còn ở trong lòng mẹ có thể nghe được á, mà mới sanh một vài ngày thì đã bắt đầu nghe, nghe thời gian khá lâu thì mới nói được. Đó là bước thứ hai. Chừng một tuổi hay là hơn bắt đầu nói, rồi khá lâu nữa thì nó mới biết đọc sách đó. Chừng 5-6 tuổi rồi sau đó biết viết rồi. Cho nên khi tôi bắt đầu học tiếng Việt Nam, tôi quyết định sẽ học theo bốn bước đó. Bây giờ làm sao nghe? Mỗi lần có tiếng chuông nhà thờ Đà Nẵng, tôi là người đầu tiên đến dự thính đó, ngồi cái ghế đầu và lắng nghe, lấy cái bút với một cái tập viết á, thì viết. Tôi quyết định mỗi lần đi nhóm phải viết, phải nghe 10 từ ngữ. Mà nếu mỗi lần nhóm mà thuộc lòng 10 từ ngữ thì hòa mai chừng 5-6 tháng hiểu được hầu hết bài giảng. Mà quả nhiên
Tôi thấy sau 6 tháng các giáo sĩ bạn không có học theo phương cách đó, họ đến nhóm vẫn buồn ngủ vì không hiểu gì hết rồi. Còn tôi đứng đó mà tôi, mục sư nói cái gì tức cười tôi cười, nói cái gì mà đáng buồn cũng khóc rồi. Là vì đã tập nghe. Quý vị biết cái từ ngữ đầu tiên tôi thuộc lòng không? Quý vị xem cái tựa đề bài giảng của tôi có thể đoán được à? Cái chữ tất cả. Cái chữ tất cả. Tại sao cái chữ tất cả mà nhớ mãi cho đến hôm nay? Vì ở ngoài cửa sổ nhà chúng tôi ban đêm buổi sáng có một loại cùng đó, nó nói tất cả tất cả tất cả tất cả. Thì tôi tưởng là khi mục sư nói tất cả thì ông đừng nói con đó. Nhưng mà khi tôi về mà hỏi bà cụ Irwin tất cả nghĩa là gì, bà nói rằng tiếng Anh gọi là all, A-L-L, all. Rồi tôi nghiên cứu nguyên văn thì theo tiếng Hy Lạp tất cả là pasa, pasa, P-A-S-A. Khi tôi đọc 4 câu ở trong khúc Kinh Thánh quý vị vừa đọc, từ câu 16 cho đến câu 20, thì có đề cập đến chữ Pasa 4 lần. Nhưng mà dịch giả dịch mỗi cái nó khác nhau. Có chỗ thì dịch là hết thải, hết thải quyền phép đã ban cho ta. Rồi có chỗ nói là hãy đi giảng cho muôn năm, tức là tất cả mọi người. Rồi nói hãy nói mọi điều ta đã dạy, mọi điều đó là Pasa, là tất cả. Rồi cuối cùng thì nói rằng và này ta thường ở các ngươi, các ngươi luôn cho đến, cái chữ luôn đó là Pasa thì giờ, tức là tất cả mọi lúc. Cho nên tôi lấy cái đó làm bố cục bài giảng của tôi tối hôm nay. Chúng ta vừa dự tiệc thánh, đây là lần thứ 3 tôi dự hôm nay. Vì tôi giảng ở Hội Thánh Tân Phú 6 giờ sáng nay, rồi 8 giờ rưỡi giảng nhà thờ Trần Hưng Đạo, và bây giờ lần thứ 3. Mà thưa quý vị, mỗi lần đều quý lắm à. Vì sao? Nhớ đến sự hy sinh của Chúa vì chúng ta. Không có cái gì cảm động tôi bằng. Nhưng mà ở trong những câu đó Chúa nói rằng khi chúng ta giữ tiệc thánh thì chúng ta rao sự chết cho đến Chúa trở lại. Rao có nghĩa là phổ biến á, là rao truyền. Quý vị có rao truyền sự chết của Chúa ở ngoài nhà thờ này không? Hay là chỉ mỗi đầu tháng rao truyền sự chết bằng tiệc thánh? Ồ, Chúa muốn cho chúng ta chia sẻ sự cứu rỗi của Ngài nhiều lần, nhiều lúc, nhiều người. Điều thứ nhất ở đây tôi thấy là Chúa muốn tất cả mọi tín hữu rao sự chết của Chúa, làm chứng cho Chúa. Tôi sinh tại Cố Đô Huế 19 tháng 5
1933. Và ở Huế 8 năm khi còn bé, tôi nhớ lần đứng ở bờ sông Hương, một sông quá đẹp, thì thấy có một thuyền, có một ông già đương chèo thuyền, chèo toát mồ hôi, một mình ông chèo. Còn bao nhiêu người ở trong thuyền nhiều hơn cái hình này, thì là có người đọc sách này, có người uống nước này, có người nghỉ trưa này, có người thì xem thắng cảnh nè, có người nói chuyện nè. Chừng 5-6 người ngồi ở trong thuyền mà hâm làm gì để cái thuyền nó đi tới. Tôi cảm thông vì lão thành đó, tôi muốn bơi ra để mà giúp ông chèo cái thuyền đó, là vì nó đi chậm quá mà, hết sức là chậm. Tôi nghĩ đến những chi hội Tin Lành giống như cái thuyền đó. Mục sư thì nỗ lực, ông toát mồ hôi, ông làm hết một mình. Còn tín đồ ngồi đó, họ noi theo gương của Phật giáo, Công giáo, đi xem lễ rồi đi về, không có chèo. Thưa quý vị, Chúa muốn cho tất cả tín hữu cầm chèo, tức là cầm lời Chúa, đi ra chia sẻ lời Chúa cho những người chưa biết nha. Khi nước Việt Nam có chính phủ mới 30 tháng 4 75, thì các giáo sĩ ngoại quốc như tôi phải đi nơi khác. Có người hỏi tôi cái ngày buồn nhất của mục sư là ngày nào. Tôi nói rằng cái ngày sau khi tôi đi máy bay trực thăng ra ngoài khơi, rồi đứng ở trên sân Tàu mà nhìn lại Vũng Tàu, nhìn lại đất nước Việt Nam, tôi khóc. Tôi nói Chúa ơi, con sanh tại đó mà tại sao con phải đi? Con muốn được chôn cất ở Việt Nam, đó là quê hương thứ nhất của tôi. Tại sao Chúa làm chuyện này? Cho nên quý vị biết sự vui mừng của chúng tôi trở về thăm hào về Chúa. Nhưng mà sau một năm chúng tôi hào về Chúa ở tại Hồng Kông, quản lý một hội thánh có người Hoa mà biết tiếng Anh. Ví dụ có một ông lấy vợ ở bên Mỹ, là người Hoa mà đem về Hồng Kông thì phải có nhà thờ giảng bằng tiếng Anh, thì nếu không bà đó không hiểu gì. Cho nên tôi được mời làm quản nhiệm. Có 60 cái băng ở trong nhà thờ mà 60 người, quý vị thấy tín đồ ít lắm à. Khi tôi thấy như vậy đó, tôi không biết làm sao mà làm cho những cái băng đó nó đầy như nhà thờ này hôm nay. Tôi cảm động lắm. Sáng nay giảng ở hai hội thánh kia cũng ở đây, phải thêm ghế. Nhưng mà nhà thờ đó buồn lắm à. Mà khi tôi đến đó tôi làm một mình, giống như cái ông già ở trong thuyền này. Tín đồ không biết rao truyền, không biết nói gì về Chúa. Họ đi xem lễ rồi họ đi về. Họ nghĩ rằng họ dâng tiền đủ cho mục sư, họ cầu nguyện cho mục sư. Khi nào nghe bài giảng hay thì họ đến cảm ơn mục sư, bấy nhiêu thôi. Sau một năm, ông tổng thư ký của Á Châu viếng thăm, mà ông hỏi tôi: mục sư Bình, năm nay trong một năm
bao nhiêu người tin Chúa. Nét tôi, mặt tôi đỏ. Tôi nói thưa ông, tôi nỗ lực giảng mà có chừng này người tin Chúa. Zero. Không có ai tin Chúa. Ông muốn thuyên chuyển tôi đi nơi khác, tôi sẵn sàng đi. Ông nói không. Ông có ơn lắm mà, ông cầu nguyện à, xin Chúa hướng dẫn. Thì sao tôi cầu nguyện, có một ông giáo sĩ khác ở trong hội chúng đó, ông giới thiệu tôi một linh vụ mới gọi là chứng đạo sâu rộng hay là chứng đạo hàng ngày. Thì ông kể cho tôi, ông nói rằng bây giờ đây có sách à, ông biếu tôi. Tôi đọc cái chương đầu, tôi nói cái này thích hợp với nhu cầu của hội thánh tôi, về nó dạy thế nào mà tổng động viên toàn lực của hội thánh, làm sao mà huấn luyện tín đồ nam phụ lão ấu. Tôi nói xin ông đến dạy. Tôi nói không, ông là quản nhiệm, ông phải dạy. Tôi sẽ phụ với ông, hướng dẫn một toán đi, ông hướng dẫn một toán khác đi, thì chúng ta sẽ thực hành. Cảm ơn Chúa. Khóa đầu ông đi ra, tôi đi ra, một số đông người tin Chúa. 40 người tin Chúa, 35 người gia nhập vào hội thánh. Chúng ta cảm động vô cùng. Rồi khóa thứ hai cũng vậy. Rồi khóa thứ ba, thứ tư, cứ thêm lên cho đến khi vợ chồng tôi đi về Mỹ. Quý vị biết bao nhiêu người trong nhà thờ không? 360 người. Mỗi băng đều đầy. Cho đến nỗi ở trên lầu giống như đây thì đầy người. Mà nhiều mục sư khác họ hỏi làm sao mục sư có cái kế hoạch nào mà đem nhiều người vào hội thánh. Tôi nói rằng tôi phải động viên tín đồ cầm treo thiệp với tôi. Cho nên cảm ơn Chúa, tín đồ giống như cái thuyền thứ hai đó. Tôi chỉ đứng phía xa mà lái thuyền, còn họ đi ra làm chứng, làm chứng, làm chứng. Không biết trong hội thánh này có bao nhiêu người đã học linh vụ chứng đạo sâu rộng, chứng đạo hai ngày. Xin cho tôi biết, có không? Có ai học chưa? Trên lầu có. Cảm ơn Chúa, trên lầu nhiều người, phía sau có không? Mục sư làm sao nhờ các chấp sự hiệp với ông mà tổng động viên hầu cho tất cả mọi tín hữu ở đây sẽ biết giao sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến. Điều thứ hai, cái tất cả thứ hai, là tất cả quyền phép. Vì sao quý vị xem ở trong Matthew 28 nói rằng khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời đã giao cho ta. Và quý vị nhớ ở Công vụ các sứ đồ đoạn thứ nhất câu 8, Chúa nói rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ mặc lấy quyền phép mà làm chứng về ta cách kết quả ở Jerusalem, Jude, Samari cho đến cùng trời đất. Nếu quý vị chưa từng trải quyền phép của Thánh Linh, hãy cầu xin, xin Ngài ban cho tấm lòng mình Đức Thánh Linh, hầu cho mình có quyền phép
quần thế đó để mà đi ra làm chứng có kết quả. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi học linh vụ chứng đạo sâu rộng mà đi ra thực tập, cái trí nhớ của tôi nó hao mòn, cho nên tôi nhớ chừng 1/4 cái bố cục vào những câu kinh thánh. Dẫu vậy tôi cứ ráng nói đó, mà nói xong tôi nói với một cô người Nam Dương là người tiếp khách trong tàu bay, nhưng mà đến nhà thờ nhóm với chúng tôi. Tôi hỏi cô tên là Joyce. Joyce ơi, tôi chia sẻ như vậy đó có rõ không? Cô mỉm cười nói, rõ quá một sự. Tôi chưa hề nghe tên lành khách rõ như vậy. Tôi nói thế à? Tôi ngạc nhiên quá. Đó là do Đức Thánh Linh ban cho tôi quyền phép chia sẻ một cách hữu hiệu, một cách có kết quả. Cô cầu nguyện tin Chúa là người đầu tiên ở trong linh vụ chúng tôi. Thưa quý vị, cần phải có quyền phép khi đi ra làm chứng. Nói thật là năm nay tôi 81 tuổi, và sinh nhật năm ngoái khi tôi lên 80 tuổi, tôi nói Chúa ơi, bây giờ con già yếu quá, nhưng mà nếu Chúa cho thêm 10 năm, con sẽ ráng nỗ lực tiếp tục truyền bá tin lành những nơi mà Chúa muốn. Cảm ơn Chúa, bây giờ thì được hơn 1 năm rồi. Quý vị thấy lên núi này thì hơi khó đó, nhưng mà Chúa thêm sức à. Và tôi quyết tâm, dầu phải vô đây trong xe lăn tay, dầu người ta phải khiêng tôi lên đây, nếu Chúa cho phép mà ban Đức Thánh Linh, tôi sẽ tiếp tục giao báo tin lành của Đức Chúa Trời cho đến khi Chúa đem về nước trời với Ngài. Nghe Chúa nói được lắm à, con hãy vào nước thiên đàng sám sản cho con. Điều thứ ba là tất cả chúng ta làm chứng cho tất cả mọi người. Thưa, không phải chỉ làm chứng cho người Việt. Quý vị có thể làm chứng cho những người Mỹ, những người Giả Na Đại, những người Úc mà qua đây. Làm chứng cho những người Miên, cho những người Lào, làm chứng cho người Trung Quốc à. Vâng, mà làm chứng cho người già, làm chứng cho người trẻ, làm chứng cho trẻ con, làm chứng cho lão thành. Ồ, linh vụ chứng đạo sâu rộng có những tài liệu để hướng luyện làm chứng cho tất cả mọi người, để đem họ về với Ngài. Quý vị có khi nào có người sắc tộc khác vào trong nhà thờ không? Sáng nay có 4 người Phi Châu vào trong nhà thờ Trần Hưng Đạo, thì họ hội thánh thông dịch cho họ qua cái máy móc đó để họ nghe bài giảng. Mà cảm ơn Chúa, sáng nay không biết có 5-6 người đã quỳ gối cầu nguyện trước nhà thờ mà tiếp nhận Chúa. Nhưng mà không phải chỉ người ta đến nhà thờ, mà chúng ta phải đi ra. Nhiều người hiểu sai, họ tưởng rằng mình đến với Chúa thì ngồi trong nhà thờ. Người ta hỏi anh đi nhóm nhà thờ nào, có thường nhóm không, ngồi 1 tháng mấy lần. Chúa bảo rằng hãy đi Jerusalem, Judea, Samaria, cho đến cùng trái đất. Quý vị có đi ra làm chứng không? Hãy đi mà làm chứng cho tất cả mọi người.
Đừng phân biệt, đừng phân biệt. Cảm ơn Chúa. Rồi, điều thứ tư, trong tất cả mọi lúc, một số hội thánh tưởng rằng mình chỉ làm chứng buổi chiều Chủ nhật hay là buổi chiều thứ bảy khi có ban chứng đạo đi ra. Cái đó tốt à, để thực tập cái bố cục, thực tập cái phương cách làm chứng. Nhưng mà Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta trong tất cả mọi lúc. Quý vị nhớ là đến giếng Gio-cốp buổi trưa, gặp một người đàn bà Samari. Chúa lúc ấy thì khát nước, chắc cũng đói, nhưng mà Chúa làm gì? Làm chứng cho bà tin Chúa. Rồi bà cảm động vô cùng, cho đến nỗi chạy đến cả một thành phố Samari mà kéo họ đến với Chúa nữa. Đó là làm chứng trong mọi lúc. Rồi Chúa đang đi đường thì nhìn lên cây, thấy có một ông lùn tên là Sa-chi, thì nói rằng xuống đi, về nhà, tôi sẽ đến nhà thăm. Thì Chúa đến nhà làm chứng cho Sa-chi, người thuộc về bọn thâu thuế, và ông cảm động vô cùng, tin Chúa, rồi trả những số tiền đã giả dối mà lấy của người ta. Đó là Chúa làm đang khi đi đường. Rồi Chúa đến một chỗ, thấy có người thâu thuế tên là Levi hay là Matthew, thì Chúa cũng đến nhà người đó. Thì Matthew đãi tiệc cho những người thâu thuế và Chúa làm chứng cho họ tin Chúa nữa. Quý vị thấy không? Rồi có khi Chúa giảng cho 5.000 người, 4.000 người. Chúa giảng tất cả mọi lúc. Ông Phaolô cũng vậy. Ông Phaolô bị tù ở thành Philip với Sila thì hát ban đêm, bị cái lao tù bị động đất rung chuyển, thì cái ông đề lao chạy đến nói là ô, tôi phải làm gì để mà được cứu á? Thì Phaolô nói là hãy tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu. Đó là khuya làm chứng. Quý vị có khi nào làm chứng trong những lúc ấy không? Vợ chồng tôi được nghỉ phép trước đây vài năm, thì đi Boston, Massachusetts, là cái vùng của ba má tôi hầu về Chúa trước khi sang Việt Nam, và bây giờ được chôn cất ở đó, ở Connecticut. Thì hội thánh đã cung cấp cho chúng tôi một xe để đi từ Chủ nhật này đến Chủ nhật sau. Hai Chủ nhật thì giảng hai hội thánh Việt Nam, còn giữa có 5 ngày để mà nghỉ phép đi thăm. Thì tôi nói nhà tôi, hay là bây giờ mình đi viếng thăm cái nghĩa trang của ba má tôi, của ông bà nội, của ông bà cố, của ông bà trên đó nữa. Tôi quên nói gì, viễn tổ hả? 4 năm đời anh tôi, anh ruột, mấy bà gì nữa. Thì chúng tôi gọi điện thoại trước liên lạc với ông viện, cái ông quản nhiệm của nghĩa trang tên là John. Thì khi chúng tôi đến, ông đón chúng tôi. Ông 86 tuổi, chống nặng mà ra. Thì ông nói chào ông bà. Ông bà có việc chi? Tôi nói rằng ông còn hai chỗ cho hai chúng tôi không? Bây giờ chúng tôi cao tuổi, không biết sống còn lâu không, mà chúng tôi muốn lo trước à. Ông ơi, dở sách coi, à ở đây, được rồi. Chúng tôi sẽ dành hai chỗ cho ông bà, cứ bảo mấy con gửi xác đến đây chôn đi. Thưa quý vị, sau khi tôi nói chuyện với ông về chôn xác chúng tôi,
Tôi hỏi con cụ thế nào? Cụ có lo cho ngày đó chưa? Cụ tưởng là tôi nói về chôn xác. Nói là có chứ, mới cưới vợ chúng tôi dành chỗ rồi. Tôi nói không, tôi nói về thiên quốc à. Cụ có lo để lên thiên đàng chưa? Cụ nói là mục sư thấy con cái nhà thờ đằng kia không? Tôi đến đó lễ Giáng sanh, lễ phục sanh mà. Tôi nói thưa cụ, bà nội tôi đi nhóm nhà thờ đó, nhưng không phải vì đi nhà thờ mà lên thiên đàng, vì một lý do khác, cụ có muốn biết không? Sau đó tôi chia sẻ lời Chúa năm điều. Thứ nhất là thiên đàng là một món quà Chúa ban cho, chứ không phải một cái phần thưởng chúng ta ráng lòng lành mắng dữ để mà được. Thứ hai là loài người chúng ta có tội, không ai vô tội, mà không ăn năn tội được cứu là chúng ta xuống địa ngục. Rồi thứ ba là Đức Chúa Trời thương yêu, Ngài không muốn hình phạt ai, nhưng Ngài là đấng công bình, Ngài phải hình phạt người có tội. Rồi thứ tư, Ngài sai Chúa Giêsu xuống trần gian này để chết thay thế cho chúng ta. Thì năm điều thứ năm, ai tin cậy Ngài sẽ được tha tội, được cứu rồi, được lên thiên đàng. Cụ có muốn như vậy không? Cụ nói muốn. Xin cầu nguyện cho tôi muốn tin Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Ở nghĩa trang đâu có phải là cái chỗ mà băng chứng đạo đi, nhưng mà cái chỗ mà Chúa mở đường cho mình chia sẻ. Rồi có lần khác tôi đi xe đạp sáng sớm, mặt trời mới mọc lên. Ô, vì chúng tôi sống ở gần biển đó, thì thấy mặt trời lên trên biển. Tôi đưa ngồi đó mà thở phượng Chúa. Ô thật, Chúa nói thi thiên nói đúng mà, các thương trời giao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏa công việc Ngài làm. Thì đang khi tôi suy nghĩ và thờ phượng Chúa, lại có một người lạ đi xe đạp mà ngừng kế bên tôi mà cũng nhìn ra biển. Thì bây giờ là làm sao? Tôi nói chào ông, ông đến đây thấy biển đẹp không? Nói tuyệt đẹp. Thì khi ông thấy biển đẹp như thế này, ông nghĩ về gì? Ông nói là nghĩ về đất, cỏ đất này thật là đẹp. Ông có nghĩ đến trời nữa? Cũng có. Ông có bao giờ tưởng rằng một ngày kia khi nhắm mắt tắt hơi sẽ lên trời đời đời với Chúa không? Ông nói là không biết cách à. Muốn biết không? Muốn biết à. Thì ngay tại bờ biển, đưa ngồi trên xe đạp, tôi chia sẻ tin lành cho ông đó. Mà cảm ơn Chúa, ông cầu nguyện mà cảm ơn tôi ghi cho ông cái địa chỉ hội thánh ở gần đó để ông đi nhóm thờ phượng Chúa. Ở trên tàu bay cũng vậy, nhiều lần ngồi kế bên một người mà hỏi họ. Có một lần tôi ngồi bên một người ở Nam Phi Châu, South Africa, một chàng thanh niên chừng 18 tuổi, 19 tuổi mà qua Mỹ để thăm người cha, 10 năm không gặp người cha. Thì tao khi nói chuyện xã giao, thì tôi hỏi anh cho tôi hỏi hai câu. Anh nói được à. Tôi hỏi giả như máy bay này đi xuống à, thì bạn có đi lên không? Ủa, làm sao đi lên? Tôi nói rằng nếu có Chúa thì khi tàu bay xuống anh có thể đi lên được. Anh nói làm sao, mục sư cho tôi biết à, cách nào. Thì tôi cũng chia sẻ năm điều. Rốt cuộc cậu đó cầu nguyện tin Chúa trên tàu bay. Rồi một năm sau, giáp năm, ở bên Nam Phi Châu gửi email cho tôi mà cảm ơn tôi một lần nữa đã chia sẻ, đã rao báo tin lành ở trên tàu bay. Đó là tất cả mọi lúc Chúa muốn cho quý vị chia sẻ, sao báo tin lành. Nhưng mà phải làm sao học hỏi một kế hoạch, một linh vụ để đi ra làm chứng.
Rồi cái điều chót là cho tất cả mọi nơi. Ô tôi cảm động bây giờ có người Việt ở qua bên Cao Miên mà truyền bá tin lành, có người Việt thì qua bên Hàn Quốc mà báo tin lành, có người Việt thì qua bên Lào, ở bên Mã Lai mà Chúa cần nhiều tín hữu dân mình để đem tin lành, rao báo tin lành ở những nơi mà chưa biết Chúa, nhất là trên công viên vùng thượng. Có một số chi phái thượng bây giờ tin Chúa đông lắm à, nhưng mà một số chi phái chưa nghe tin lành, đương chờ các bạn dâng cuộc sống của mình hầu việc Chúa, đi học thần học viện rồi đi sang lên công nguyên học ngoại ngữ, nhớ là học bốn đẹp nghe rồi nói rồi đọc rồi viết, học tiếng ngoại ngữ. Tôi thì có biết chút tình tiếng co ho, nói niêm sắc không, rồi đi về là đi gì là hurry, rồi cảm ơn là ơn ngài. Thì quý vị đem tin lành đạo cho đất nước Việt Nam sẽ lan tràn với đạo của Chúa, và chuẩn bị khi ngài sẽ về thế gian này. Cảm ơn mục sư cho phép tôi chia sẻ tin lành, chia sẻ một cái bài giảng, mong rằng một số đông quý vị sẽ tiếp tục, sẽ bắt đầu mà truyền bá, giao báo, chia sẻ tin lành. Xin chúng ta cúi đầu cầu nguyện, nhắm mắt. Tôi muốn cầu nguyện cho những người quyết định trong giờ phút này sẽ tìm cách vâng theo mạng lệnh cuối cùng của Chúa, lo tất cả cho người chưa được cứu. Ai cảm động tối nay mà quyết định sẽ đem tin lành cho những người chưa biết, xin vui lòng đưa tay lên để tôi cầu nguyện cho. Ai cảm động ở trên lầu, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tôi xin những vị đã đưa tay lên vui lòng đứng tại chỗ, tôi cầu nguyện đặc biệt cho quý vị. Có ai chưa kịp đưa tay lên có thể đứng được, nhưng mà đừng có chỉ bắt trước à, vì thân thật à. Tôi xin cầu nguyện. Tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha yêu quý của chúng con. Ngài đã sai Chúa Giêsu là con độc sanh của Ngài từ trời xuống thế gian trước đây 2014 năm, và Ngài đã lớn lên và đi giảng khắp đất Do Thái, đem nhiều người trở lại cùng Chúa. Rốt cuộc Ngài bằng lòng hy sinh mạng sống chết thay thế cho chúng con. Nhưng sau khi Ngài sống lại mà trước khi về trời, Ngài ra mạng lệnh hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ. Ngài bảo rằng Ngài sẽ ban Thánh Linh, hết cả quyền phép của Thánh Linh cho chúng con. Và chúng con hãy chia sẻ lời Chúa trong mọi lúc. Xin Chúa sức dầu bởi Đức Thánh Linh cho những người đương đứng ở trong giờ phút này, ban cho họ một cái ơn mới để khi về thì sẽ bắt đầu chia sẻ với từng người một chưa biết Chúa, hầu cho sẽ có vô số người trở lại cùng Chúa mà gặp nhau ở trên trời. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời quý vị ngồi.